đầu đình chúc sinh, bắt đầu đình liễu sinh liễu đứng mà một mình nó cũng sinh. Ôi bà mình đây là đi bằng lo liễu. Hello cả nhà, tiếp tục tham quan chương trình của trường của mình thì tối nay mình sẽ đi tham quan phố cổ Hội An. Bây giờ là đoàn mình đã đi rồi, giờ mình tiếp tục đi tham quan nha, mời cả nhà đón xe chở nha. Hello Minh ơi. Hello. Hello. Đây nguyên cái khung cảnh ở phía trước của phố cổ Hội An. Sáng không có tắc kẹp mà thầy. Đây con đường bắt đầu vào phố cổ Hội An. Ở đây người ta chụp hình rất là nhiều. Ở cái tiệm chụp ảnh đèn lồng rất là đẹp. Wow. Ừ, có rất là nhiều. Quá đẹp luôn. Trên sông có cái tiết mục là chèo thuyền chở du khách thả đèn hoa đăng. Nghe nói là 5.000 một cái đèn hoa đăng. Rất là đẹp. Thuyền tấp nập luôn. Trước cái chùa cầu ở Hội An. Chùa cầu bây giờ đã được bảo vệ bằng cái khung sắt mái che để bảo tồn cái di tích cái chùa cầu. Chúng ta thấy ở khu vực này chỉ còn đây không cho khách tham quan, chúng ta chỉ có nhìn bên ngoài như thế này thôi. Bên ngoài như thế này thôi. Và trên nóc của cái chùa cầu bên hông vẫn còn cái tượng thờ. Đây là phía dưới của di tích chùa cầu. Được bảo vệ rất chắc chắn bởi lớp khung sắt. Bắt đầu hát bài chòi nè. Khởi đầu là
cái quầy tiền lưu niệm đồ cổ này, thấy rất là nhiều đồ cổ ở đây. Trên sông ở Hội An ngoài là những cái xuồng nhỏ thì ở đây người ta có cái dịch vụ những cái xuồng máy lớn nè, anh em thấy không, cũng là trang trí đèn rất là đẹp, quá trời luôn, cuốn kia luôn, khung cảnh ở Hội An rất là nên thơ, rất là cổ kính. Ở đây có thêm dịch vụ là chạy xe xích lô nè. Cuối con đường của phố cổ Hội An mà cũ thì chúng ta thấy là có rất là nhiều hai bên đường là gian hàng bán đồ lưu niệm, quá trời luôn. Trên phố cổ Hội An bán rất là nhiều đồ lưu niệm, quần áo, giày dép, mũ nón, ngay cả túi sách cổ, rất là nhiều. Wow, mát quá. Rồi, mình qua cái cầu mình đi khám phá cái phố cổ Hội An mới nha. Đã chèo thuyền quá trời luôn. Bên tay phải mình là Hội An cũ, còn bên tay trái bên đây là Hội An mới. Bây giờ mình sẽ qua đây khám phá Hội An mới như thế nào nha. Đây là khu ẩm thực của phố cổ Hội An mới. Thank you.
Rồi, tạm biệt Hội An. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.